Chào mừng cô chú anh chị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu phố dân Phước. Ở đây thì có thể thấy là bà con đã về tập trung về đây khoảng 2.000 người rồi để xem múa lân. Đây chủ nhà múa lân ở đây. Ở đây nha, đây là múa lân cho chủ đây. Ông chủ đang ngồi đó. Lô chú buổi rồi không gặp chú.